Xin chào tất cả các bạn. Thì ở đây mình có bốn con ấu trùng bọ cánh cứng một sừng. Thì hôm nay nhân tiện mình mới mua được, thì mình cũng quay cho các bạn xem luôn. Thì đầu tiên mình sẽ mở ra cho các bạn xem trước. Cái này là mình mới nhận được chiều nay. Thì mình bận quá nên giờ mà mới về tới nhà. Thì ở đây là hai con, còn hộp này cũng là hai con luôn. Như các bạn thấy, đây là ấu trùng của bọ cánh cứng một sừng. Thì đối với những loại ấu trùng của bọ cánh cứng một sừng hoặc hai sừng thì thức ăn của nó đơn giản thôi. Các bạn có thể dùng mùng dừa thay không dừa mùng dừa. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn hai cái hộp rồi. Đây các bạn, đây là mùng dừa à. Nếu các bạn có thể thì có thể cho nó ăn mát. Thì mỗi hộp mình sẽ để hai con, tránh trường hợp mà đông quá bọn nó cắn nhau. Đây là mùng dừa. Thì mấy con bọ cánh cứng một sừng và hai sừng thì các bạn cho cái bọn nó ăn cái này cũng được rồi. Còn nếu như các bạn nuôi các dòng cao cấp hơn như ba sừng, năm sừng hay cô lết thì các bạn nên dùng mát là thức ăn chuyên dụng cho ấu trùng bọ cánh cứng. Đây, đây là chú thứ ba. Ở đây nữa. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.